Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quên thuở nào. Một lần chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh số VN. Đó, với những cái buổi làm việc video clip trước thì chúng ta đã tìm hiểu đến với những chiếc âm ly mini sở hữu và cũng như là chạy mạch Class D đó, hoặc là những chiếc bre đèn đó. Vậy thì đến với video clip ngày hôm nay, chúng ta cùng em tìm hiểu kỹ hơn đến với hai dòng đầu giải mã thuộc phân khúc. Nó phân khúc ở đây là phân khúc tầm trung, với cái cụ thể cái mức giá đầu tư của hai thiết bị này thì đang có cái mức đầu tư là 4.500.000 đồng tại cửa hàng âm thanh số VN. Cũng khá là nhiều quý vị và bạn có đặt ra câu hỏi cho cửa hàng âm thanh số VN là tôi chơi cái nhu cầu là nghe nhạc từ TV, thi thoảng có bắt Bluetooth bằng điện thoại thì tôi chọn cái topping Dynamic S hay là tôi chọn cái Suica HP02, bởi vì là tôi thấy là hai cái thiết bị này thì đều cùng cái phân khúc đầu tư để và cũng như là đều cùng cái hệ thống chip giải mã, thì chất lượng âm thanh hai cái chiếc đầu giải mã này thì chắc là cũng ngang bằng nhau, thì tôi không biết là nên chọn cái đầu giải mã nào chơi cho nó phù hợp. Đó, đấy cũng là một cái câu hỏi rất là hay mà để cửa hàng âm thanh số VN hôm nay sẽ cho ra một cái video, nghĩa là để chúng ta có cái sự cân nhắc khi nào chúng ta sử dụng topping Dynamic và khi nào chúng ta sử dụng Suica HP02. Đó, vậy thì quý vị và bạn cùng tìm hiểu qua video clip này nhé. Trước tiên thì để mà có một cái sự so sánh và có một cái sự cân nhắc và một cái sự lựa chọn nó ưu ái nhất, nó được chính xác nhất, thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ về cái thứ nhất là cái cách thiết kế, cái độ thẩm mỹ, và cái thứ hai là cái hiệu năng sử dụng. Hiệu năng sử dụng nghĩa là chúng ta khi nào chúng ta sử dụng thiết bị này và khi nào chúng ta sử dụng thiết bị kia, và tiếp theo là cái chất lượng âm thanh của hai em này mang lại, và cái hệ thống bên mạch, hệ thống chip giải mã, và cuối cùng là đưa ra cho mình một cái sự lựa chọn đúng đắn và cũng như là chính xác nhất nhé. Trước tiên về cái cách thiết kế của hai dòng sản phẩm này thì như trên màn ảnh nhỏ quý vị và bạn, chúng ta đã được nó em đã bóc sẵn hai dòng sản phẩm mới của cửa hàng âm thanh số VN ra để quay video clip. Chúng ta có thể thấy là cái cách thiết kế của topping audio, topping Dynamic S thì cho ta một cái cách thiết kế nhỏ gọn hơn. Đó, một cách thiết kế nhỏ gọn hơn với một cái kích thước rất là nhỏ gọn. Đó, chỉ vừa lòng bàn tay. Đó, và có cái chiều dày là 2,5 cm. Đó, ở đây thì toàn bộ hệ thống vỏ đều được trang bị là vỏ nhôm. Đó, vỏ nhôm cắt CNC. Vỏ nhôm cắt CNC này cho chúng ta một cái cảm giác khá là đầm tay. Đó, và rất là nặng. Cái vỏ nhôm này thì giúp cho chúng ta có một cái độ tản nhiệt tốt và độ chống nhiễu rất là tốt. Đó, cái chất lượng âm thanh của topping Dynamic S thì được quý vị và các bạn đánh giá rất là cao. Đó, ở trên các cái diễn đàn như là VNAV hay là các cái hội nhóm ở Facebook, Zalo đều đánh giá rất là cao và đánh giá rất là tốt cái chất lượng âm thanh của topping Dynamic S. Đó. Sử dụng con chip giải mã ES9038Q2M, sử dụng hai con chip ES9038Q2M nhé. Đó, đây là cái con chip mà cho ta cái chất lượng âm thanh rất là chi tiết, rất là bong bật. Đó. Và ngoài ra thì hiệu năng sử dụng của sản phẩm này, topping audio, topping Dynamic S, thì chúng ta sử dụng khi nào? Khi chúng ta có cái nhu cầu là nghe nhạc từ TV, từ máy tính. Đó, nghe nhạc từ TV hoặc là nghe nhạc trực tiếp từ máy tính, những bản nhạc DSD, hoặc là chúng ta có thể là nghe nhạc từ cổng đồng trục. Đó, cổng đồng trục thì xuất từ các cái thiết bị như là đầu CD chẳng hạn, hay là đầu TV box. Đó, cổng quang optical của TV. Đó, hoặc là Bluetooth 5.0 sử dụng con chip xử lý tín hiệu QCC5125. Đó, sử dụng nguồn điện 5V IA đã có cục adapter của cửa hàng tặng kèm cho chúng ta. Đó, và cái cổng tín hiệu đầu ra ở đây thì trang bị cho chúng ta là cổng tín hiệu RCA, cổng hoa sen trắng và đỏ như thế này. Đó. Cái hiệu năng sử dụng thì đơn giản thôi. Chúng ta có thể là chơi từ TV, từ máy tính, từ điện thoại. Đó, chơi từ TV, từ máy tính, từ điện thoại rất là tiện, và đa cái
nguồn đầu vào, cái dạng đầu vào. Đó, còn Suka HP02, Suka HP02 thì cho ta một cái ngoại hình, một cái cách thiết kế nó đồ sộ hơn. Đó, đồ sộ hơn. Một cách thiết kế đồ sộ hơn, hầm hố hơn và nhìn có vẻ hiện đại. Hiện đại hơn của topping D5S. Chẳng hạn như chúng ta có một chiếc đồng hồ vu vẩy theo nhạc. Đó, một chiếc đồng hồ vu vẩy theo nhạc, chúng ta hình dung như những cái dòng sản phẩm âm ly nội địa của Nhật như là Lustman hay là Acouphay. Đó, hay là những cái đầu âm ly của Sansui chẳng hạn, nó thì đều có cho ta một cái chiếc, một cái màn hình vu nó vẩy theo nhạc này, rất là đẹp. Đó, và Suka HP02 cũng vậy, cũng được trang bị một cái đồng hồ vu mini nhỏ gọn như thế này. Đó, tăng cho chúng ta cái độ sang trọng hơn, độ hoài niệm hơn. Và bên phải là có chúng ta có một cái màn hình hiển thị mặt trắng gương. Đó, ở đây thì các cái núm nút chế độ tinh chỉnh ở đây thì đều là cảm ứng. Đó, ngoài ra có điều khiển đi kèm. Đó, có một màn hình LCD. Đó, một màn hình LCD ở giữa này hiển thị các cái giao điện của Suka HP02. Đó, và hiệu năng sử dụng của Suka HP02 chúng ta sử dụng khi nào? Khi chúng ta có cái nhu cầu là chơi nhạc trực tiếp từ ổ cứng hoặc là USB. Đó, một chiếc USB lưu trữ nhạc lossless chất lượng cao như thế này. Đó, chúng ta có cái nhu cầu là đọc trực tiếp cái USB đó. Hoặc là chuyên nghiệp hơn thì chúng ta có thể là chơi từ ổ cứng. Đó, ổ cứng này chúng ta có thể lưu các cái file nhạc FLAC hay là WAV. Đó, chúng ta không muốn nó rườm rà, chúng ta không muốn nó rườm rà cắm từ TV, chúng ta muốn chơi trực tiếp từ các cái thiết bị như là USB hay là ổ cứng như thế này. Đó, thì chúng ta sử dụng Suka HP02. Đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời, rất là tiện lợi. Đó, chúng ta nghe nhạc chúng ta không cần phải là bật TV, chúng ta không cần là phải bật điện thoại. Đó, chúng ta vẫn có thể nghe nhạc lossless chất lượng cao bằng việc chúng ta sử dụng những chiếc USB đó, hoặc là ổ cứng. Đây cũng là một cái cách chơi cũng rất là hay. Đó, cho ta một cái trải nghiệm âm thanh cũng rất là hay. Đó, và ngoài ra thì vẫn có cho ta cổng quang optical để chúng ta kết nối với TV. Đó, chúng ta không muốn nghe nhạc từ ổ cứng USB nữa, chúng ta muốn nghe nhạc mạng YouTube chẳng hạn. Đó, thì chúng ta vẫn có thể cắm cổng quang. Đó, và có cổng kết nối Bluetooth. Đó, Bluetooth 5.0 cũng là xử lý, cũng là con chip xử lý tín hiệu QCC 5125. Đó, một con chip cao cấp nhất của QCC, một nhà sản xuất chip đến từ Mỹ. Đó, ngoài ra thì cổng kết nối tín hiệu đầu ra cho chúng ta thì có cổng analog và cổng digital, đó hai dạng kết nối. Dạng kết nối digital thì chúng ta có cái cổng quang, đó có cổng quang để chúng ta xuất sang một cái thiết bị DAC thuần khác, giống như việc biến Suka HP02 này thành một chiếc music saver. Đó, cổng quang và cổng optical. Em xin lỗi, cổng quang và cổng coaxial. Đó, và bên cạnh đó thì có cổng analog. Analog ở đây thì trang bị hai dạng kết nối và cũng có thể là xuất đồng thời hai dạng kết nối này cùng một lúc được. Đó là cổng Canon kết nối dạng cân bằng và cổng tín hiệu RCA hoa sen trắng và đỏ. Đó, đây cũng là một cái vấn đề rất là hay mà có thêm cho ta một cái sự lựa chọn. Đó là Suka HP02 thì chơi cùng một lúc hai bộ dàn. Đó, cùng một lúc hai bộ dàn được, chúng ta có thể là vừa kết nối cổng Canon mà vừa kết nối cổng hoa sen đều được. Đó, đấy cũng là một cái điều rất là hay của HP02. Vậy thì khi nào thì chúng ta sẽ đưa ra cho mình cái sự lựa chọn nó chuẩn chỉ hơn. Hai cái thiết bị này thì đều sử dụng con chip giải mã ES9038Q2M và đều hỗ trợ giải mã cho chúng ta nhạc 32 bit, tần số lấy mẫu lên đến 768 kHz và đều chơi được nhạc DSD512. Đó. Nhưng mà topping D5S thì được trang bị những hai con chip ES9038QAM. Đó. Topping D5S trang bị hai con chip giải mã. Còn Suka HP02 thì chỉ trang bị một con chip thôi. Đó. Và cái việc xử lý tín hiệu, cái việc giải mã cho ông ta cái cho ông ta một cái nguồn nhạc chất lượng thì một chiếc DAC thuần. Đó, một chiếc DAC thuần bao giờ cũng sẽ làm tốt hơn là một chiếc DAC kết hợp. Đó, ở đây DAC kết hợp thì chúng ta có thể là có những chiếc DAC kết hợp Pradian, đó, những chiếc DAC kết hợp với chức năng Music Saver. Đó, một mình, một bản thân, một chiếc DAC nó làm một nhiệm vụ thôi, đó, chỉ có chức năng giải mã thôi thì bao giờ cái chất lượng âm thanh nó sẽ xử lý cho chúng ta tốt hơn là một chiếc DAC kết hợp. Đó, nhưng mà
chúng ta sự lựa chọn của chúng ta giữa hai dòng sản phẩm này thì chúng ta phải cân nhắc vào cái nhu cầu sử dụng nó, cân nhắc vào cái nhu cầu sử dụng. Nếu như chúng ta là một người chỉ nghe nhạc từ tivi, thi thoảng chúng ta cắm máy tính, cắm OTG với điện thoại, bắt Bluetooth, chúng ta không cần đến cái chức năng là nghe nhạc từ những chiếc USB hay là những chiếc ổ cứng như thế này, thì chúng ta sử dụng DAC Topping Dynamics sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Nếu như chúng ta nghe nhạc từ TV đó, và chúng ta cần một cái USB đó, chúng ta có một USB hay là chúng ta có một chiếc ổ cứng đó, ổ cứng di động dạng như thế này để chúng ta nghe nhạc. Nhiều khi chúng ta không muốn bật TV mà chúng ta nghe nhạc từ USB, nghe nhạc từ ổ cứng nó tiện lợi hơn, thì chúng ta sử dụng Suica HP02 đó. Và có một cái vấn đề lưu ý rất là nhỏ, nếu như chúng ta sử dụng đầu giải mã kết hợp Music Saver HP02 là Suica HP02 thì không thể nào kết nối với máy tính hoặc là kết nối OTG với điện thoại. Đó là một cái vấn đề lưu ý thứ nhất. Và cái vấn đề lưu ý thứ hai đó là chúng ta sử dụng Suica HP02 để cắm kết nối cổng quang nghe nhạc YouTube từ những chiếc TV Sony đó, hay là Samsung thì vô tư. Còn TV LG đó, TV LG hay là TV TCL, đây là hai cái dạng TV mà cho ta cái đường truyền và cái độ xử lý cái tín hiệu băng thông rất là kém. Vì vậy là HP02 mà kết nối với TV LG hay TV TCL thì sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu bị vấp, nó bị giật, nó không sử dụng được. Đó, đấy là hai cái vấn đề lưu ý nhỏ khi chúng ta sử dụng Suica HP02. Đó, và hai dòng sản phẩm này thì tại cửa hàng âm thanh số VN thì đều có cái mức giá đầu tư là 4.500.000 đồng, sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc và tặng kèm cho quý vị của bạn một sợi dây quang audio quét của Mỹ. Đó, độ dài thì có thể dao động tùy cái nhu cầu của chúng ta từ 1,5m cho đến 3m. Đó, và hai dòng sản phẩm này thì đều được cam kết và đều được bảo hành 12 tháng, cam kết là hàng chính hãng 100%. Nếu trong trường hợp sử dụng 3 tháng đầu tiên có gặp cái trường hợp lỗi thì bên cửa hàng em sẽ chịu trách nhiệm và cái chi phí đổi cho quý vị và bạn một cái dòng sản phẩm mới để cho chúng ta yên tâm và sử dụng và có những cái trải nghiệm âm thanh nó hoàn hảo hơn, nó tuyệt vời hơn đến với những chiếc đầu giải mã của Topping Audio hay là Suica Audio. Và video clip của em xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu như chúng ta có cái nhu cầu lựa chọn và cũng như là đang cần tư vấn đến những chiếc đầu giải mã nó trong thuộc phân khúc DAC giá rẻ hoặc là DAC phân khúc tầm trung, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline 0826 110099. Vâng, và video clip của em xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video clip tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.